Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng bước bài Sợi Thương Sợi Nhớ. Trong bài này chúng ta gồm có 3 tổ hợp và bây giờ xin mời mọi người cùng vào phần khúc nhạc. Tổ hợp thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ hai chúng ta cũng sẽ đi sang bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ ba chúng ta sẽ bắt đầu bằng bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Bây giờ Khánh Linh sẽ đi demo từ đầu đến cuối bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đếm nhịp bài Sợi Thương Sợi Nhớ và bây giờ xin mời mọi người cùng vào phần khớp nhạc.